Sáng ngày hôm qua ngày 1 tháng 12, phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho hay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố có chiều hướng diễn biến phức tạp, do đó người dân không được chủ quan, lơ là. Liên quan tới việc tiêm vaccine cho trẻ em, ông Dũng cũng yêu cầu việc đảm bảo an toàn khi tiêm vaccine cho trẻ em luôn phải đặt lên hàng đầu. Cụ thể, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh việc tiếp tục huy động tối đa sự tham gia của các bệnh viện, cơ sở y tế của các bộ ngành trung ương đóng trên địa bàn, các cơ sở y tế ngoài công lập, lực lượng y bác sĩ đã nghỉ hưu, lực lượng sinh viên ngành y của thành phố để bổ sung lực lượng kịp thời cho công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố. Làm tốt công tác phân luồng để tập trung điều trị các ca F0 theo tháp 3 tầng trên cơ sở thiết lập phần mềm quản lý theo dõi chuyển biến của các ca F0 và chủ động chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ thuốc men điều trị theo diễn tiến của các ca bệnh. Ngoài ra, tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho người dân và trẻ em từ 12 tới 18 tuổi, đảm bảo an toàn và hiệu quả, xây dựng phương án cụ thể, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện đảm bảo an toàn để sớm tổ chức cho các cháu học sinh cấp 3, cấp 2 tại các quận, huyện, thị xã đi học trở lại. Thường xuyên tầm soát xét nghiệm y tế, đảm bảo thực sự an toàn cho thầy cô giáo và các cháu học sinh khi quay trở lại trường học.